Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã trở lại với hành trình sức khỏe cùng bác sĩ Tuấn. Chủ đề kỳ này mà bác sĩ Tuấn chia sẻ là về bệnh viêm phổi và sẽ giải đáp các câu hỏi thường gặp về bệnh lý viêm phổi này. Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi do các tác nhân gây bệnh, ví dụ như là vi khuẩn này, là virus này, hay là do nấm gây ra. Và trong điều kiện bình thường thì hệ thống miễn dịch nguyên vẹn của cơ thể có thể ngăn chặn được vi trùng xâm chiếm hệ hô hấp. Tuy nhiên, khả năng miễn dịch có thể suy yếu nếu bị nhiễm khuẩn. Và trong những điều kiện như vậy thì hệ thống miễn dịch nó không thể chống lại được các vi khuẩn một cách hiệu quả. Mức độ nghiêm trọng của bệnh viêm phổi có thể từ nhẹ đến nặng và cũng có thể là đe dọa tính mạng. Và các nhóm người họ dễ bị tổn thương nhất đó là có trẻ em nè, có trẻ sơ sinh nè và có người lớn trên 60 tuổi. Những người này thì tình trạng sức khỏe cũng như là hệ miễn dịch sẽ yếu hơn. Vì vậy, điều quan trọng của chúng ta là phải thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục để làm sao đó có sức khỏe tốt nhất. Và chủ yếu được coi là một loại nhiễm trùng phổi thì viêm phổi sẽ gây ra các triệu chứng ví dụ như ho, là khó thở, là sốt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn ở cả người lớn và trẻ em. Quá trình hồi phục sau viêm phổi thường sẽ kéo dài từ 2 tuần đến 1 tháng hoặc là lâu hơn nữa, còn tùy thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng cũng như là loại viêm phổi là loại viêm phổi gì. Đầu tiên thì mời quý vị cùng bác sĩ Tuấn chúng ta nói về nguyên nhân bệnh viêm phổi ha. Thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm phổi. Trong đó chúng ta hay gặp những nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là do vi khuẩn. Vi khuẩn đó là nguyên nhân gây hầu hết các trường hợp viêm phổi cộng đồng ở người trưởng thành. Và viêm phổi do vi khuẩn thường sẽ lây truyền qua đường giọt bắn. Tức là khi mà người khỏe mạnh á, chúng ta hít phải hoặc chúng ta nuốt phải các giọt chứa đầy vi khuẩn sau khi mà bị một người họ mắc bệnh nào đó, họ ho hoặc là hắt hơi trúng người của chúng ta. Và những người họ có hệ miễn dịch bị suy yếu, những người họ có bệnh lý nền mãn tính thì dễ bị viêm phổi do vi khuẩn hơn là người bình thường. Và nguyên nhân số 2 là do nấm ha. Loại viêm phổi này là do hít phải các bào tử của nấm, hay gặp phải ở những người có sức khỏe mãn tính và hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Viêm phổi do nấm á, thì đặc biệt nó có một cái là nó phát triển rất nhanh thưa quý vị. Và khi hít phải các bào tử nấm sẽ bám vào phổi. Và người hút thuốc lá nè, họ sinh sống ở môi trường bụi bẩn nè, ẩm mốc thì dễ mắc bệnh viêm phổi do nấm. Và loại số 3 là viêm phổi do nguyên nhân là hóa chất ha. Thì viêm phổi do hóa chất hay còn được gọi là viêm phổi hít đó quý vị. Đây là bệnh viêm phổi rất ít gặp, nhưng mức độ nguy hiểm là cao. Viêm phổi do hóa chất xảy ra với nhiều mức độ khác nhau. Độ nặng sẽ tùy thuộc vào cái loại hóa chất quý vị hít vào là gì, thời gian quý vị hít vào có lâu hay không và thể trạng của người bệnh là như thế nào. Các biện pháp sơ cứu đã thực hiện khi mà bị ngộ độc là gì. Ngoài ra thì các hóa chất cũng gây viêm phổi còn có thể gây hại rất là nhiều các cơ quan khác nữa. Và một loại viêm phổi nữa cũng rất là hay thường gặp, đó là viêm phổi lây nhiễm tại bệnh viện, còn gọi là viêm phổi bệnh viện. Đây là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viện mà trước đó người bệnh lại không hề có bất kỳ triệu chứng nào của viêm phổi. Viêm phổi bệnh viện thường là do vi khuẩn gây ra thưa quý vị. Ở đây bác sĩ Tuấn sẽ kể một vài loại vi khuẩn có thể gây ra ha. Ví dụ như Enterobacteria hoặc là Aureus hoặc cũng có thể là Streptococcus. Viêm phổi cộng đồng đó là cách chỉ của tất cả các loại viêm phổi mà không phải là viêm phổi bệnh viện. Nguyên nhân gây ra viêm phổi ở cộng đồng thì là vô cùng đa dạng. Thông thường nhất là viêm phổi do vi khuẩn, virus. Và tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu đó là dấu hiệu của bệnh viêm phổi ha. Ho đó chính là triệu chứng thường gặp sớm nhất. Ho thường cơn này hoặc là quý vị ho có đàm. Trường hợp điển hình là quý vị có thể có máu. Ngoài ra thì có thể là ho đờm màu vàng xanh và đặc biệt là đàm của quý vị nó có mùi rất là hôi, rất là thối ha. Ngoài ra thì quý vị cũng cảm thấy là chúng ta bị đau ngực, chúng ta khó thở. Thì triệu chứng này sẽ biểu hiện tùy thuộc mức độ nặng của viêm phổi là như thế nào.
Còn nếu quý vị thuộc trường hợp là viêm phổi nhẹ, có thể hoặc là khó thở nhẹ thôi. Và trong trường hợp nặng thì có người họ sẽ có biểu hiện của suy hô hấp luôn. Đó là chúng ta có tim tái này, có thở nhanh nông này, có co kéo các cơ hô hấp phụ. Và một triệu chứng khác của viêm phổi cũng có thể làm cho quý bệnh nhân họ lo lắng rất là nhiều, đó là sốt ha. Sốt sẽ sốt thành cơn hoặc là sốt liên tục cả ngày, kèm rét run hoặc là không. Mức độ sốt có thể dao động từ sốt nhẹ là có 38 đến 38 độ rưỡi, hoặc là sốt cao từ 39 đến 40 độ C. Và cá biệt những trường hợp bệnh nhân sức đề kháng suy giảm, ví dụ như là người già này, là trẻ em này, họ có thể sốt mà biểu hiện bằng tình trạng là hạ thân nhiệt. Thứ ba mà nhiều quý vị họ hay hỏi là bệnh viêm phổi có lây hay không. Thường viêm phổi do virus và vi khuẩn gây ra thì nó có thể lây truyền giữa người và người nha quý vị. Viêm phổi do nấm thì thường nó sẽ không có lây truyền đâu. Ngoài ra viêm phổi do ký sinh trùng này, do bụi kim loại nó cũng không có lây. Và tiếp theo nữa chúng ta cùng tìm hiểu phần quan trọng là chúng ta phòng bệnh viêm phổi ha. Và để phòng ngừa thì quý vị hãy nhớ được những nguyên tắc, ví dụ như là đầu tiên quý vị hãy giữ ấm đường thở. Khi thời tiết mà trở lạnh á, thì cần phải lưu ý giữ ấm cho cơ thể của chúng ta bằng cách là mặc đủ ấm này. Ngoài ra thì quý vị hãy khi mà đi ra bên ngoài chúng ta hãy mặc thêm áo, chúng ta đội mũ len, mang găng tay hoặc là đeo khẩu trang, đội mũ kín tay, và chúng ta khi uống thì chúng ta sử dụng là nước ấm. Thứ hai là quý vị hãy bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ, nhất là đối với những trẻ còn đang trong tuổi bú mẹ hoặc là những người cao tuổi, người có nhiều bệnh lý nền. Vì dinh dưỡng đầy đủ đóng một vai trò quan trọng với miễn dịch chung cho toàn cơ thể. Một số vi chất thiết yếu trong cơ thể, tôi ví dụ như là vitamin này, là khoáng chất này, thì nó không thể thiếu để giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động một cách bình thường. Do đó, quý vị cần phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, một chế độ ăn thật là cân đối. Bên cạnh đó thì cần phải chú ý việc chúng ta uống đủ nước nữa. Và thứ ba là quý vị hãy giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Ngoài những biện pháp đặc hiệu mà bác sĩ Tuấn vừa kể trên á, thì rửa tay cũng là một trong những cách hữu hiệu để chúng ta phòng chống các bệnh về đường hô hấp nói chung, đặc biệt là bệnh viêm tiểu phế quản và kể cả viêm phổi nữa. Tuy là bệnh đường hô hấp nhưng đường lây quan trọng của bệnh này lại qua trung gian là bàn tay nhiễm bẩn của chúng ta đó. Và do đó cần phải rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, hoặc là sau khi chúng ta tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhất là khi tiếp xúc gần với những người họ đang cảm, đang ho nè, dù là chỉ là cảm ho thông thường thôi. Vì virus gây bệnh viêm phế quản hay là viêm phổi đó, đó là loại virus có khả năng lây lan rất là cao và gây bệnh cho mọi người. Một điều quan trọng nữa là quý vị cần, chúng ta cần phải luyện tập thể dục thể thao đều đặn ha. Chúng ta tập vừa sức, nó sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch nữa. Và nếu quý vị đang là người mắc các bệnh lý mãn tính, tôi ví dụ như quý vị mắc hen phế quản này, quý vị đang là người suy tim hay là bệnh tiểu đường đó, và thì chúng ta cần phải theo dõi, cần phải kiểm soát tốt các bệnh nền kể trên. Ngoài ra một số biện pháp phòng ngừa viêm phổi hiệu quả là chúng ta cần phải tiêm vaccine phòng ngừa phế cầu và vaccine phòng cúm. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu cách điều trị viêm phổi ha. Sẽ tùy vào nguyên nhân và tùy vào hoàn cảnh mà các bác sĩ họ sẽ chỉ định cho phù hợp, và bao gồm hoặc là điều trị căn nguyên, hoặc là điều trị triệu chứng, hay là điều trị biến chứng. Điều trị căn nguyên thì sẽ tùy theo căn nguyên nghi ngờ hoặc là xác định mà chỉ định thuốc. Ví dụ như sẽ dùng kháng sinh đối với các loại vi khuẩn và dùng kháng virus nếu mà viêm phổi do cúm hay là quý vị bị COVID, và dùng kháng nấm trong trường hợp là viêm phổi do nấm. Thứ hai là điều trị triệu chứng hoặc là biến chứng thì phải là hạ sốt nè, phải bồi đủ nước điện giải, dùng thuốc long đờm và hỗ trợ oxy trong những trường hợp quý vị bị suy hô hấp, hoặc là giảm oxy máu, thở máy trong những trường hợp là bị suy hô hấp nguy kịch. Và nếu quý vị muốn điều trị viêm phổi tại nhà thì trong hầu hết các trường hợp viêm phổi nó sẽ thuyên giảm trong vài ngày hoặc là vài tuần. Cảm giác chúng ta mệt mỏi, khó chịu có thể kéo dài trong một tháng hoặc là hơn. Khi điều trị tại nhà thì quý vị cần phải uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ,
cũng đồng thời theo đó là cần phải ghi nhớ lịch hẹn để chúng ta tái khám theo chỉ định. Hoặc là quý vị cần phải đến bệnh viện ngay nếu chúng ta có các biến chứng, ví dụ như khó thở này, là sốt cao này. Và ngoài ra, để quá trình điều trị cũng như là phục hồi hiệu quả thì quý bệnh nhân cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ này, chúng ta vận động hoặc là có những cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo năng lượng, chúng ta thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục sức khỏe. Khi quý bệnh nhân bị viêm phổi thì chúng ta cần phải giữ ấm cho cơ thể ha, như bác sĩ Tuấn vừa chia sẻ đó. Ngoài ra hãy tránh cái môi trường có nhiều khói thuốc lá, và chúng ta cũng nên chúng ta cai thuốc lá đi, và thường xuyên rửa tay với nước sạch và với xà phòng sẽ có tác dụng là diệt khuẩn, đặc biệt từ bên ngoài khi mà chúng ta trở về nhà. Mà hiện tại thì chúng ta hãy mang khẩu trang này khi tiếp xúc với những người họ mắc bệnh và có thể lây qua đường hô hấp. Quý vị hãy vệ sinh hầu họng, mũi thường xuyên bằng các loại nước muối sinh lý nhằm loại bỏ các vi khuẩn đang hiện diện